Năm 2006, tại thành phố Túc Châu, tỉnh An Huy, từng xảy ra một vụ giết người phân xác gây chấn động cả nước Trung Quốc. Vụ án này đã được đưa tin không chỉ bởi các tờ báo Trung Quốc mà còn tốn giấy mực của báo chí quốc tế. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh VNX. Khoảng 8 giờ sáng, ngày 20 tháng 12 năm 2006, một phụ nữ nông dân họ Quách đi bộ ở trên đường tỉnh lộ để đến thị trấn mua rau. Khi đến đoạn Tây Tứ, cô phát hiện ở bên vệ đường có một vài chiếc túi bị vứt lung tung. Trông sơ qua thì nó còn khá mới. Cô Quách tò mò ngồi xuống kiểm tra xem bên trong chứa thứ gì. Nhưng khi vừa kéo dây kéo của chiếc vali màu đỏ ra, cô Quách giật mình vì trước mắt là một thân hình đầy máu của phụ nữ. Không đầu, không tay, không chân. Cô Quách sốc nặng trước cảnh tượng khủng khiếp này, vội vàng chạy đi thông báo với những người xung quanh. 8 giờ 20 phút, cảnh sát thành phố Túc Châu đã có mặt tại hiện trường. Sau khi khám xét sơ bộ, cảnh sát phát hiện tại hiện trường có tổng cộng 2 chiếc vali, một nâu, một đỏ, 2 túi sách vải và một cặp sách dành cho học sinh, trong đó lần lượt chứa đầu, tay, chân và nội tạng người. Bằng cách ghép các bộ phận cơ thể lại với nhau, cho ra một cơ thể gần như hoàn chỉnh, bộ ngực và vùng kín của người quá cố đã bị kẻ sát nhân khoét một cách dã man. Gương mặt của nạn nhân dường như bị băm nát, không thể nhận diện. Các bác sĩ pháp y nhận định vết máu còn rất mới, đồng thời dựa vào độ tươi của thi thể cho thấy nạn nhân bị sát hại chưa tới 24 giờ đồng hồ. Nạn nhân là một phụ nữ khoảng 30 đến 35 tuổi, từng sinh con và cao khoảng 1m6. Trên các bộ phận cơ thể không tìm thấy bất cứ đặc điểm riêng biệt nào. Trong chiếc vali đựng thi thể nạn nhân, cảnh sát tìm thấy một mảnh giấy trắng 16 carat có viết 6 chữ cỡ to và khá rõ nét: cái kết của đĩ điếm. Ngoài tờ giấy, cảnh sát còn tìm thấy một bức ảnh đen trắng dài 1 inch ở bên hông của chiếc túi vải. Trong bức ảnh là chân dung của một nam thanh niên với mái tóc húi cua, lông mày dày dặn. Ngoài ra, tại hiện trường còn tìm thấy nhiều mảnh quần áo của phụ nữ dính máu. Đánh giá sơ bộ tình hình hiện trường, cảnh sát xác định đây là một vụ án giết người phân xác, động cơ có thể là do mâu thuẫn tình cảm. Tin tức về án mạng đã lan truyền nhanh chóng mặt vì tính chất quá dã man nên những người dân làm việc ở trên cánh đồng thậm chí là đã bỏ việc giữa chừng để đến xem hiện trường. Cảnh sát thành phố Túc Châu cũng ngay lập tức thành lập tổ chuyên án. 60 viên cảnh sát được phân công tham gia điều tra. Người đứng đầu của cục cảnh sát cũng đưa ra lời hứa sẽ nỗ lực hết sức để đưa kẻ sát nhân ra trước công lý. Sau khi khám nghiệm hiện trường hoàn tất, cảnh sát đã lấy lời khai của những người dân xung quanh. Một nhân chứng họ Chu cho biết vào khoảng 6 giờ sáng, trong làn sương sớm, Chu nhìn thấy một chiếc taxi Atto màu xanh nhạt lái đến đoạn Tây Tứ và tỉnh lộ 101. Một thanh niên bước xuống xe, lần lượt dỡ đồ từ trong cốp ra và vứt xuống rồi nhanh chóng rời đi. Thời điểm đó do trời còn sương mù mờ mờ ảo ảo nên Chu không nhìn rõ gương mặt, cũng không hề chú ý đến biển số xe. Để xác định danh tính của người quá cố càng sớm càng tốt, cảnh sát đã phối hợp đăng tải thông tin về vụ án thông qua các phương tiện truyền thông, đính kèm hình ảnh về những tang vật tìm thấy tại hiện trường, khuyến khích người dân cung cấp manh mối. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn treo thưởng 100.000 nhân dân tệ để truy tìm danh tính người đàn ông trong bức ảnh. Sau khi phần thưởng được công bố, cảnh sát đã nhận được 26 cuộc gọi đến trong vòng 3 ngày, nhưng tất cả những cuộc gọi này đều không phải là manh mối hữu ích. Phải đến ngày thứ tư thì vụ án mới ghi nhận bước ngoặt. Một người đàn ông trung niên làm việc lâu năm tại trạm xăng đã cung cấp thông tin quan trọng cho cảnh sát. Ông nói mình nhận ra hình ảnh của người thanh niên đầu tóc húi cua mà cảnh sát đang tìm kiếm. Anh ta là một tài xế taxi, thường xuyên ghé đổ xăng cho nên ông rất quen mặt. Lần theo manh mối này, cảnh sát nhanh chóng xác định được danh tính thực sự của người đàn ông trong bức ảnh 1 inch, anh ta tên Chu Đại Bằng. Chu Đại Bằng, sinh năm 1971, quê ở làng Bạch Sơn, thị trấn Bàn Lan, quận Dũng Kiều, thành phố Túc Châu. Mở rộng điều tra, cảnh sát biết được từ người thân rằng, do mối quan hệ căng thẳng với gia đình nên Chu Đại Bằng đã cùng với vợ là Thái Hồng Lệ và hai con gái rời khỏi làng 2 năm trước. Sau đó, anh gặp Chu Khâm, một người phụ nữ 32 tuổi đã có gia đình tại một trường dạy lái xe và nảy sinh quan hệ tình cảm.
để thuận tiện cho việc hẹn hò với cô, Chu Đại Bằng đã thuê một căn hộ hai phòng ngủ khác, cách xa nơi hai vợ chồng đang ở. Chuyện xấu hổ này dường như gia đình ai cũng biết. Ngày 26 tháng 12 năm 2006, thông qua công tác điều tra chuyên sâu, cảnh sát đã xác định được địa chỉ căn nhà mà Chu Khâm và Chu Đại Bằng làm nơi hò hẹn. Tại đây, cảnh sát cũng tìm thấy một cuốn sổ có chữ viết của Chu Đại Bằng. Sau khi so sánh thì nhận thấy nét chữ của Chu Đại Bằng viết rất giống với nét chữ để lại ở trên mảnh giấy trong chiếc vali. Chu Khâm khai với cảnh sát, vài ngày trước, Bằng đã đến gặp cô và nói với cô rằng mình đã giết Thái Hồng Lệ và yêu cầu Chu Khâm cùng mình bỏ trốn. Mới đầu Khâm tưởng đối phương nói đùa, nhưng khi nhìn thấy biểu hiện khá nghiêm túc ở trên mặt của Bằng thì mới bắt đầu cảm giác lo sợ. Khâm sợ hãi liền tháo chiếc vòng cổ của Chu Đại Bằng vừa tặng vì nghi ngờ nó là của Thái Hồng Lệ. Khâm quyết định không đi theo Bằng nhưng cũng không trình báo sự việc cho cảnh sát. Bằng không tiết lộ địa điểm đến chi tiết cho Chu Khâm, chỉ nói rằng anh ta sẽ đến Thượng Hải. Sau khi nhận được thông tin từ Chu Khâm, cảnh sát thành phố Túc Châu đã di chuyển đến Thượng Hải ngay trong đêm. Đồng thời nhờ sự hỗ trợ của các đồng đội ở Thượng Hải để nhanh chóng tìm ra tung tích của nghi phạm Chu Đại Bằng. Vào ngày 29 tháng 12, trong căn nhà thuê của hai vợ chồng Bằng và Lệ, cảnh sát đã tìm thấy một lượng lớn máu cùng với một con dao bếp dính máu, dây ni lông và một số mô người. Ngoài ra, quần áo trẻ em, sách giáo khoa và sách bài tập nằm rải rác khắp phòng. Sau khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã xác định căn nhà này chính là hiện trường đầu tiên của vụ phân xác thành nhiều mảnh. Hiện tại, cảnh sát không thể tìm thấy hai cô con gái của hai vợ chồng. Theo lời của giáo viên dạy lớp con gái của Chu Đại Bằng, vào cuối tháng 10 năm 2006, Bằng đã chuyển con gái lớn tên là Chu Năng sang trường khác. Từ đó, bạn bè thân thiết không ai còn thấy Chu Năng xuất hiện nữa. Cảnh sát nhận định, ngoài Thái Hồng Lệ, hai cô con gái 11 tuổi và 3 tuổi có thể cũng đã không may thiệt mạng. Ngày 30 tháng 12, sau 3 ngày truy lùng, cảnh sát Túc Châu cuối cùng cũng bắt giữ được thành công nghi phạm Chu Đại Bằng tại ký túc xá tại một công trường xây dựng ở Thượng Hải. Sau khi bị bắt, Chu Đại Bằng không hề thái độ phản kháng mà còn nhanh chóng thừa nhận tội ác, sát hại hai con gái và vợ mình. Chu Đại Bằng còn nói một câu khiến cho cảnh sát kinh ngạc hơn, đó là: "Điều tôi hận nhất bây giờ đó chính là không có thời gian để giết cha mẹ mình." Những lời nói của Bằng vừa nói ra khiến cho cảnh sát lo lắng, không rõ là Bằng có gặp vấn đề về tâm thần hay không. Tại sao hắn lại buông ra những lời tuyệt tình như vậy? Giờ thì hãy cùng lắng nghe Bằng đã giải thích mọi chuyện. Bằng khai, ban đầu không có ý định sát hại vợ và con gái mà mục tiêu là cha mẹ. Nhưng Bằng sợ sau khi bị bắt vì tội giết cha mẹ thì gia đình lâm vào cảnh khó khăn, không còn ai làm trụ cột nên quyết định lên kế hoạch sát hại vợ và hai con gái trước, sau đó mới đến cha mẹ. Bằng kể, thời gian theo học đại học, Bằng thường xuyên nợ môn nên việc học dở dang. Đầu năm 1993, dưới sự sắp đặt của cha mình là Chu Quan, Bằng kết hôn với một người bạn học cùng lớp thời trung học, chính là Thái Hồng Lệ. Đầu năm 1995, khi Bằng vừa đi làm xa thì vợ thông báo có thai. Sau khi con gái lớn Chu Năng được sinh ra, hàng xóm của hắn đã có những tin đồn không hay và cũng chính từ đây mâu thuẫn của Bằng và cha bắt đầu nảy sinh. Theo lời khai của Bằng, cưới Thái Hồng Lệ một thời gian nhưng mãi mà cô không mang thai, tự dưng không bao lâu sau khi đi làm xa thì vợ lại thông báo có thai nên hắn đâm ra nghi ngờ. Bằng lo lắng hay là vợ đã ngoại tình với người khác. Khi đó hàng xóm xung quanh đồn đoán rằng Lệ có quan hệ mập mờ với cha chồng, đứa con đó không phải con của Bằng mà là con của cha hắn ta. Về vấn đề này, Bằng đã tra hỏi vợ rất nhiều lần, thậm chí là còn cáo buộc cô đã ngủ với cha chồng rồi sinh ra Chu Năng. Khi đó Thái Hồng Lệ không đưa ra bất cứ lời giải thích nào mà trả lời rằng nếu anh có thể trút giận bằng cách đánh tôi thì cứ đánh tôi và mắng tôi đi. Chính do Lệ không phản bác nên Bằng càng tin rằng suy đoán của mình là sự thật. Từ những nghi ngờ không có căn cứ mà Bằng bắt đầu oán hận cha mình, mối quan hệ giữa hai người ngày càng trở nên căng thẳng. Về lý do tại sao lại oán hận mẹ mình, Chu Đại Bằng tin rằng mẹ chắc chắn đã biết việc cha quan hệ tình dục với vợ mình nhưng không ngăn cản kịp thời, cho nên bà cũng phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa, mẹ trước giờ đối xử không tốt với vợ con Bằng, điều này cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cho sự thù hận tăng cao. Ngoài chuyện loạn luân giữa cha và vợ, Bằng khẳng định
cha mẹ còn làm nhiều điều không đúng. Cụ thể, trước khi Bằng cưới vợ, cha đã hứa sẽ mua cho vợ Bằng một chiếc máy may sau khi kết hôn, nhưng sau đó ông đã thay đổi quyết định. Trong một lần, ngôi làng bị lũ lụt, Bằng đã gửi một chiếc quạt sàn sang nhà em trai vì nhà em trai cao ráo hơn nhà mình. Sau khi lũ rút, Thái Hồng Lệ muốn lấy lại nhưng em chồng không cho. Lệ nhờ cha chồng đứng ra hòa giải, ông Quan nói với con trai út rằng hãy trả lại cho Lệ chiếc quạt đó, sáng mai ông sẽ mua cái mới tốt hơn. Khi con gái lớn của Bằng là Chu Năng lên lớp 4, vợ chồng Bằng đã giao cô bé cho cha mẹ tiện chăm sóc để đi làm. Tuy nhiên, mẹ của Bằng là bà Vương Khanh rất hơi hợt. Lúc cháu gái lên cơn sốt 40 độ vẫn không chịu đưa đi khám. Bà Khanh viện lý do rằng Bằng không chịu đưa tiền trợ cấp nuôi cháu thì lấy tiền đâu mà bà ấy đưa cháu đi bệnh viện. Cảnh sát đã thẩm vấn Bằng, hỏi liệu hắn ta có bằng chứng loạn luân giữa cha và vợ mình hay không thì Bằng nói hoàn toàn không có bằng chứng mà tự bản thân nghi ngờ điều đó. Bằng nói rằng hắn ta thương con gái út hơn vì cho rằng đó mới là con của mình. Thời gian trôi qua đã lâu, Bằng cũng đã dần tha thứ cho vợ, nhưng mâu thuẫn giữa Bằng và cha mẹ vẫn không thuyên giảm. Bằng quyết định cùng vợ và hai con gái chuyển đến thành phố Túc Châu sinh sống. Trước đây, Bằng hợp tác với những người khác để thu mua gỗ và bán lại với giá cao hơn để ăn hoa hồng, đồng thời lái xe nông nghiệp 4 bánh để giao hàng. Sau khi chuyển đến Túc Châu, Bằng đăng ký vào một trường dạy lái xe, dự định kiếm sống bằng nghề lái taxi sau khi lấy được bằng lái. Tại trường dạy lái xe, Bằng tình cờ gặp Chu Khâm, 32 tuổi. Chu Khâm đã lập gia đình cách đây 3 năm và có một cậu con trai. Bằng và Khâm nhanh chóng nảy sinh tình cảm và bắt đầu mối quan hệ ngoài luồng. Để tạo điều kiện cho việc hẹn hò, Bằng còn thuê một căn hộ 2 phòng ngủ khác ở Túc Châu là nơi hai người gian gian díu díu mập mờ. Trong mắt Bằng, Khâm xinh đẹp và có kỹ năng hơn vợ nhiều. Khâm không chỉ sẵn sàng cho Bằng vay tiền mà cô còn không yêu cầu Bằng cho tiền mình tiêu. Chính điều này khiến Bằng yêu Khâm sâu đậm. Ngoài ra thì Chu Khâm còn thu hút Bằng vì một lý do quan trọng khác là cô đã hứa sinh một bé trai cho hắn. Không có con trai là nỗi lo lắng lớn nhất của Bằng, bởi khi đó vợ liên tục sinh ra 2 cô con gái, hàng xóm xung quanh luôn chê cười Bằng vô phước, khẳng định hắn ta không có năng lực nối dõi. Mối tình ngoài hôn nhân giữa Bằng và Khâm ngày càng thắm thiết, hai người hầu như gặp nhau hàng ngày, thường xuyên nhắn tin trò chuyện qua điện thoại. Việc Bằng lừa dối nhanh chóng đã bị Thái Hồng Lệ phát hiện. Lúc đầu, Lệ chỉ nhìn thấy những tin nhắn không rõ ràng từ một số không xác định trên điện thoại di động của chồng, nhưng sau đó cuối cùng cũng truy ra được sự thật. Lúc sự việc bại lộ, Bằng tuyên bố rằng Khâm chỉ là người tình hờ, Lệ vẫn mãi là người phụ nữ luôn ở trong lòng mình. Nhưng sau một thời gian lâu không được gặp nhân tình, Bằng tuyên bố mình yêu Khâm hơn yêu vợ và mong muốn được ở bên cô ấy mãi mãi. Bằng hy vọng Lệ sẽ đồng ý ly hôn, nhưng cô ấy từ chối và quát nạt rằng sẽ không để đối phương được toại nguyện một cách dễ dàng như vậy. Theo Bằng, những gì xảy ra ở trong dịp Trung thu năm 2006 là nguyên nhân trực tiếp khiến cho những suy nghĩ đen tối luôn trào dâng trong lòng hắn. Vào Trung thu, hắn chở vợ và con gái từ thành phố về quê ăn tối cùng với cha mẹ. Trong khoảng thời gian này, có 3 điều xảy ra khiến hắn tức giận. Thứ nhất, cha hắn rõ ràng ưu ái con trai của em trai, bỏ bê 2 cô con gái của mình dù họ cũng là cháu như nhau. Thứ hai, cha của Bằng yêu cầu Bằng chở gia đình em trai vào thành phố chơi ngày hôm sau. Nhưng Bằng từ chối vì đã hứa với người hàng xóm bên cạnh là sẽ cho anh ta đi nhờ xe và không còn đủ chỗ. Chính vì chuyện nhỏ nhặt này mà một cuộc tranh cãi lớn đã nổ ra. Chu Đại Bằng, người đã vốn không hài lòng với việc con gái mình bị phân biệt đối xử, đã trở nên tức giận sau khi bị mắng về vấn đề chở gia đình em trai vào thành phố. Hắn ta không hề nao núng mà chửi cha. Sau đó, mẹ của Bằng cũng xen vào cuộc tranh cãi và mắng hắn, trách con trai bây giờ đã trưởng thành, trở nên ngoan cố và không còn nghe lời họ nữa. Vì cãi nhau rất khó chịu với cha mẹ nên sáng sớm ngày hôm sau, Bằng đã lái xe trở lại thành phố cùng vợ và con gái và người hàng xóm ngay bên cạnh. Nhưng được hơn nửa đường, Bằng lại nhận được cuộc gọi từ em trai. Trong cuộc gọi, người em trai tỏ thái độ khinh rẻ mỉa mai việc Bằng không có con trai, không thể hoàn thành việc nối dõi cho gia đình. Nghe được những lời nói nhẫn tâm này, cơn giận tích lũy từ bao năm của Bằng dường như bùng cháy.
Sau khi bỏ vợ, con gái và hàng xóm ở thành phố, Bằng lập tức lái xe về làng, lao vào nhà em trai, giằng lấy cậu bé 3 tuổi khỏi tay họ, giơ lên cao và dọa ném cậu bé ra ngoài. Em trai và em dâu của Bằng khi đó sợ đến mức khóc lóc, quỳ xuống và cầu xin hắn thả đứa trẻ ra. Sau đó, Bằng đã cầm con dao làm bếp từ nhà em trai đến nhà cha mẹ đẻ với ý định chém chết họ. Nhưng lúc đó không có ai ở trong nhà nên đã hét tên họ chửi bới khắp làng. Khi đó, lý do mà Bằng muốn hại cha mẹ không còn là việc nghi ngờ về mối quan hệ loạn luân mà vì sự thiếu công bằng thấy rõ của họ. Theo như lời nói trước đó, Bằng muốn giết bố mẹ mình nhưng sợ sau khi mình bị bắt thì họ cũng không thể sống tốt nên đã lên kế hoạch giết vợ và con mình trước. Vào ngày 25 tháng 10, chưa đầy một tháng sau Tết Trung Thu, Bằng tấn công hai con gái của mình. Ngày hôm đó, khi vợ đi vắng, Bằng đã bỏ thuốc ngủ vào cháo của hai cô con gái. Sau khi ăn cháo, con gái lớn nhanh chóng buồn ngủ và đi ngủ. Nhưng cô con gái nhỏ lại không có phản ứng gì. Ban đầu, Bằng định bóp cổ hai cô con gái của mình bằng dây ni lông sau khi họ ngủ say. Tuy nhiên, vì cô con gái nhỏ vẫn không buồn ngủ, nên phân vân không biết nên ra tay với đứa nhỏ này hay không. Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 26 tháng 10, Bằng dùng dây ni lông siết cổ con gái lớn, sau đó chuyển thi thể vào cốp xe. Tiếp theo, hắn đưa cô con gái 3 tuổi, Chu Giang, đến nhà tình nhân Chu Khâm và nhờ cô ấy giữ giúp. Nhưng Chu Khâm không đồng ý. Sau khi bị Chu Khâm từ chối, Chu Đại Bằng đã bóp cổ Chu Giang đến chết, rồi lái xe về quê và chôn thi thể hai cô con gái. Đến đêm, hắn cởi quần áo ngủ trên bờ kè gần làng Bạch Sơn. Khoảng 6 giờ sáng ngày 27 tháng 10, một ngày sau khi sát hại hai con gái, Bằng đã lái xe phục kích đến con đường mà cha mình phải đi làm hàng ngày. Bằng biết rằng mỗi buổi sáng vào khoảng 7 giờ, ông ấy sẽ đi ngang qua khu vực này. Bằng lập tức nhấn ga và lái thẳng về phía ông. Cha của Bằng, ông Chu Quan, sợ hãi đến mức nhảy lên cột lan can bãi đậu xe ở cổng trường và may mắn thoát nạn. Nhìn rõ người tài xế cố ý hãm hại thực sự là con trai lớn, ông Quan tức giận chửi bới trước cổng trường. Bằng cũng tức giận vì không triệt hạ được cha nên đành lái xe rời đi. Sau khi Bằng sát hại hai con gái của mình và định sát hại luôn cha mình nhưng không thành công, hắn quay trở lại thành phố Túc Châu và nói rõ với vợ rằng cả hai cô con gái đã bị mình giết. Nhưng khi biết chuyện thì Lệ chỉ khóc và mắng chồng quá tàn nhẫn, cô ấy không tra hỏi gì thêm. Sau đó, Bằng tìm được việc làm cho Lệ ở trong một nhà hàng ở Hàng Châu. Vào ngày 18 tháng 12, Lệ gọi điện cho Bằng và nói rằng cô ấy không thể làm được nữa và muốn quay lại Túc Châu. Bằng không ngờ rằng khả năng tự lực cánh sinh của vợ mình lại kém đến vậy. Hắn lo lắng cô sẽ không thể sống sau khi hắn bị bắt vì tội sát hại bố mẹ mình nên quyết định giết luôn cô. Sau khi nhận được điện thoại của vợ, Bằng đã đến ga xe lửa đón Thái Hồng Lệ vào ngày 19 tháng 12. Bằng khai lúc đó vợ mình bị cảm. Sau khi về đến nhà, Bằng lấy ra một viên thuốc cảm, chứa thuốc ngủ và đưa cho Lệ uống. Lệ ngủ thiếp đi và Bằng đã nhân cơ hội này để dùng dây siết cổ cô ấy. Tiếp đến là hắn lột quần áo của Lệ ra, dùng dao bế, cẩn thận cắt ngực và âm đạo của vợ, sau đó chặt xác của Lệ thành nhiều mảnh. Hắn mổ bụng, moi nội tạng và cho nội tạng vào trong cặp sách và túi vải. Những phần cơ thể còn lại cho vào vali, hắn xé một trang trong tập bài tập của con gái mình, viết dòng chữ cái kết của con điếm rồi bỏ vào trong vali đựng thi thể Thái Hồng Lệ. Vào khoảng 6 giờ sáng ngày 20 tháng 12 năm 2006, Bằng lái taxi đến đoạn Tây Tứ và vứt vali và nhiều túi đựng thi thể của Thái Hồng Lệ bên vệ đường rồi rời đi. Lúc lục soát căn nhà của hai vợ chồng Bằng, cảnh sát vô tình phát hiện ra cuốn nhật ký giữa các tấm ván giường, trong đó ghi một sự thật kinh hoàng khác. Nhìn thấy cuốn nhật ký, Chu Đại Bằng cúi mặt, bắt đầu tiết lộ thêm một câu chuyện chấn động khác. Hắn nói đã tự tay sát hại em vợ từ gần 10 năm trước. Khi đó, Thái Hồng Lý, em gái của Thái Hồng Lệ, mới 18 tuổi, chuẩn bị thi giáo viên mầm non. Thái Hồng Lý có làn da trắng, đôi mắt to và mái tóc dài, đúng chuẩn một cô gái đẹp, lại còn non trẻ nên Bằng dần nảy sinh ý đồ xấu xa với cô. Dưới sự dụ dỗ của Chu Đại Bằng, Thái Hồng Lý cũng bắt đầu có tình ý với người anh rể này. Họ qua lại trong căn phòng ngủ mỗi khi những thành viên còn lại vắng nhà và kết quả là Lý mang thai.
điều không thể tin là Lý ngỏ ý muốn kết hôn với Bằng, đồng thời muốn sinh đứa bé ra và cho nó một danh phận đàng hoàng. Chuyện giữa Lý và Bằng là loạn luân, tất nhiên hắn không thể nào làm theo yêu cầu của đối phương được. Vì vậy, hắn đã dỗ dành Lý, an ủi cô và bảo cô hãy học xong trước rồi tính tiếp. Sợ rằng cái thai càng lớn thì sẽ bị lộ nên Bằng dẫn Lý đi phá thai. Bằng tưởng rằng mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết, nhưng không ngờ khi đứng trước phòng phẫu thuật, Lý lại đổi ý và nằng nặc đòi về. Tối ngày 15 tháng 4 năm 1997, Bằng đã bí mật lấy thuốc diệt chuột ở nhà rồi đổ vào cháo của Lý. Bằng khai ban đầu hắn ta chỉ muốn dọa Lý, nhưng không ngờ đang ăn cháo nửa chừng thì cô ấy ngã xuống đất bất tỉnh. Bằng vội vàng đưa Lý đến bệnh viện, nhưng khi đến bệnh viện thì Lý đã tử vong. Bởi vì Lý thường xuyên gặp tình trạng đau bụng bất chợt, cho nên mọi người không hề nghi ngờ gì, chính vì sự chủ quan này mà Chu Đại Bằng một phen thoát nạn. Theo lời giải thích của Chu Đại Bằng, nguyên nhân gây ra tội ác của mình là nhiều năm về trước hắn ta hận cha mẹ và vợ vì chuyện vợ và cha quan hệ tình dục và sinh ra cô con gái lớn. Hơn 10 năm sau, hắn dần tha thứ cho vợ vì cô đã làm rất nhiều điều cho mình. Nhưng sự oán hận với cha mẹ ngày càng chồng chất, thể hiện bằng những việc như quạt sàn, không đưa con đi bác sĩ. Trong dịp Tết Trung Thu năm 2006, cha mẹ lại xúc phạm Bằng một lần nữa. Vì vậy, hắn ta quyết định sát hại cha mẹ mình. Nhưng sợ rằng sau khi bị kết án thì vợ và những đứa trẻ sẽ không có ai chăm sóc. Trong cuốn nhật ký tìm thấy tại nhà, Bằng mô tả mình bị cha mẹ thiên vị chỉ vì không thể sinh con trai nối dõi. Thái Hồng Lệ không thể sống tự lập nên hắn ta phải chọn cách sát hại luôn vợ và hai cô con gái. Tuy nhiên, sau toàn bộ những manh mối thu thập được, cảnh sát nhận ra lý do giết người của Bằng có thể đều là những lời dối trá mà hắn ta bịa ra để che đậy động cơ thực sự của mình. Mặc dù Bằng khẳng định mối hận thù giữa mình và cha mẹ là do sự loạn luân giữa cha và vợ, nhưng Bằng chưa hề tố cáo về bất kỳ hành vi lệch lạc nào. Nếu một người thực sự cho rằng cha mình đã có những việc làm xấu như vậy thì chắc chắn sẽ không thể dễ dàng nhẫn nhịn trong suốt nhiều năm qua. Xem xét kỹ hơn những lời phàn nàn của Chu Đại Bằng và lý do khiến cho hắn ta tức giận vào dịp Trung Thu, có thể thấy rõ nguyên nhân thực sự làm cho Bằng oán giận cha mẹ mình là vì hắn cảm thấy bị phân biệt đối xử rõ ràng với gia đình em trai. Kết hợp với việc Bằng ghét người ta nói mình không có khả năng sinh con trai và lời hứa của Chu Khâm rằng cô ấy sẽ sinh con trai cho, thì cảnh sát tin chắc rằng lý do giết vợ và con là vì muốn được cưới nhân tình để cô ấy sinh con trai nối dõi. Trong 10 năm qua, Chu Đại Bằng luôn bất mãn với cha mẹ mình. Hắn tin rằng vì em dâu sinh được con trai cho nên cha mẹ càng ưu ái gia đình em trai hơn. Sau khi sự việc vào đêm Trung Thu nổ ra, loại oán hận và mặc cảm này có thể đã tích tụ đến cực hạn ở trong lòng Chu Đại Bằng, khiến cho hắn cảm thấy mình nhất định phải có một đứa con trai, nếu không thì mọi người sẽ coi thường và bắt nạt. Vậy liệu bố của Chu Đại Bằng có thực sự ưu ái gia đình con trai út như Bằng nói? Theo như tìm hiểu thì cha của Bằng là một giáo viên cấp 2 nhưng tư tưởng còn rất cổ hủ. Cả ông và vợ đều thể hiện sự trọng nam khinh nữ thấy rõ, hàng xóm ai ai cũng thấy điều đó. Từ khi còn trẻ, ông Quan có sự ưu ái cho con trai út hơn vì cậu ấy học giỏi, ngoan ngoãn. Ngược lại, Bằng nghịch ngợm, phá phách, thường xuyên gây rắc rối và bị mọi người xung quanh mắng vốn. Người em trai học tập chăm chỉ và thành đạt, trong khi đó Bằng phải đi làm thuê cho người khác, lương chẳng bao nhiêu mà còn phải làm phiền ông bà chăm sóc cháu. Thời điểm đó, ông Quan và vợ đúng là tỏ thái độ coi thường gia đình Bằng hơn vì đơn giản là do hắn ta không sinh được con trai nối dõi. So về mặt tài chính và những mặt khác, Bằng đều có sự thua kém nhất định. Chính vì những lý do này mà hai ông bà Chu bên trọng bên khinh. Họ thể hiện điều này ra mặt, cho nên người thân, bạn bè và hàng xóm đều biết. Sau nhiều cuộc thảo luận, cảnh sát tin chắc rằng Chu Đại Bằng đã cho lời khai không thật. Hắn ta đã bịa ra nhiều tình tiết để giảm nhẹ tội cho mình. Chính vì điều này, cảnh sát đã quyết định thẩm vấn Bằng một lần nữa. Lần này dưới sự thẩm vấn gắt gao của cảnh sát, Bằng vẫn nhất quyết tuyên bố mình đã khai hết tất cả. Cảnh sát không thể cạy miệng được Bằng, cho đến hai hôm sau, Bằng mới nói với cảnh sát rằng mình xin khai tường tận, chỉ mong sau khi khai thì sẽ được trò chuyện với nhân tình Chu Khâm và được cảnh sát đồng ý. Bằng tiết lộ, chuyện nghi ngờ về vợ và cha có mối quan hệ loạn luân với nhau là có thật.
Khi đó mọi người trong gia đình ai ai cũng biết sự thù hận của Bằng có liên quan đến việc này. Nhưng sau khi người con gái Chu Năng lớn lên, Bằng càng nhìn càng thấy cô bé giống mình nên mối nghi ngờ cũng dần được xua tan. Mặc dù vậy, mâu thuẫn giữa Bằng và cha mẹ vẫn luôn tồn tại, lý do liên quan đến việc họ phân biệt đối xử từng chút một. Khi Bằng và vợ dọn ra ngoài sống, hắn gặp được Chu Khâm, cô ấy mang đến cho hắn một nguồn năng lượng tràn trề, đặc biệt là lời hứa sẽ sinh con trai. Kể từ sau vụ mâu thuẫn trong dịp Trung Thu vừa rồi, khao khát có con trai trong lòng Bằng ngày một lớn hơn. Người vợ thì không muốn sinh thêm vì kinh tế gia đình không có. Hơn nữa, không chắc đứa con tiếp theo sẽ là con trai. Cho nên Bằng đặt hết niềm tin vào nhân tình Chu Khâm. Để việc ở bên cạnh Chu Khâm được thuận tiện hơn, Bằng tìm việc làm cho vợ ở Hàng Châu xa xôi. Khi Bằng ngỏ ý cầu hôn thì Khâm tỏ ra vẻ ái ngại, mặc dù trước đó đã từng hứa sẽ sinh con trai cho hắn. Nguyên nhân mà Khâm đề cập là vì Bằng còn đang vướng bận vợ và các con, họ không thể nào đến với nhau khi mà Bằng chưa ly dị dứt khoát với Lệ. Thứ hai, Khâm cảm thấy rất có lỗi bởi vì cô ta nhận thấy bản thân đã phá hoại gia can của người khác, đồng thời cũng đã phá hoại hạnh phúc gia đình của chính mình. Khâm nói cô cảm nhận được rằng Lệ dành tình cảm cho Bằng rất nhiều, mặc cho biết chuyện chồng ngoại tình. Còn hai đứa con của Bằng cũng rất đáng thương, chúng còn quá nhỏ và cần sự chăm sóc đầy đủ từ bố mẹ. Những lời nói này đã vô tình tác động đến Bằng. Hắn nghĩ rằng một khi vợ và các con không còn tồn tại thì chắc chắn Khâm sẽ lập tức đồng ý cưới mình. Từ suy nghĩ này, Bằng chuyển sang lên kế hoạch hành động. Ngày 26 tháng 10, lợi dụng lúc vợ đi làm ở xa, Bằng sát hại hai cô con gái. Khi Thái Hồng Lệ từ Hàng Châu trở về Túc Châu thì cũng là lúc Bằng sát hại luôn vợ mình, đúng như lộ trình đã đặt ra trước đó. Bằng khai, sau khi sát hại hai con thì tinh thần của hắn trở nên bấn loạn. Hắn lái xe đến cổng trường định ám sát cha nhưng không thành công. Bằng cố tình băm nát mặt vợ để không ai nhận diện ra danh tính. Còn về năm chữ cái chết của Đị Điếm ở trên tờ giấy tại hiện trường cũng là do Bằng viết. Khi đó Bằng ghi như vậy là muốn cảnh sát đánh lạc hướng điều tra, để cảnh sát tin rằng nạn nhân là gái bán hoa hoặc là người phụ nữ ngoại tình nên đã bị sát hại dã man. Bằng cứ tưởng rằng kế hoạch của mình hoàn hảo mà không ngờ rằng trong chiếc túi vải màu đen còn sót lại bức ảnh chân dung của mình trở thành manh mối hữu ích cho cảnh sát điều tra. Càng không ngờ rằng sau tất cả những việc mình làm, nhân tình Chu Khâm vẫn nhất quyết không chịu cùng bỏ trốn. Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên, Chu Đại Bằng tuyên bố rằng tôi quyết định hành động để thể hiện sự chân thành của mình với Chu Khâm. Tuy nhiên, khi Chu Khâm trả lời thẩm vấn, cô ta đưa ra quan điểm trái ngược. Khâm cho rằng những lý do mà cô nêu ra trước đó chỉ là cái cớ để trốn tránh việc kết hôn với Chu Đại Bằng. Khâm vốn xem Bằng như là một công cụ thỏa mãn tình dục. Tiền thì cô ấy không thiếu, chỉ là do chồng khả năng tình dục không cao nên mới ra ngoài tìm người khác. Chu Khâm nói cô ta vừa tìm được đối tượng mới, cũng định chia tay với Bằng. Nhưng không ngờ hắn ta lại chân thành với mình đến mức hành động điên rồ như vậy. Khi viên cảnh sát trò chuyện với Chu Đại Bằng về những suy nghĩ của Chu Khâm, họ khẳng định rằng Khâm hoàn toàn không thật lòng và chưa bao giờ muốn kết hôn và sinh con trai cho Bằng. Nghe những lời này, Bằng rất tức giận, hắn nói với giọng điệu căm phẫn. Nếu cô ta dám nói ra điều này trước mặt tôi chắc chắn sẽ giết cô ấy. Dựa vào chỉ điểm của Chu Đại Bằng, thi thể của hai cô con gái của hắn cuối cùng cũng được cảnh sát tìm thấy. Các bác sĩ pháp y đã tiến hành đối chiếu DNA giữa hai cô con gái, kết quả cho thấy đều là con của Chu Đại Bằng. Chu Khâm bị kết án 1 năm 6 tháng tù vì tội có chứa chấp tội ác. Vào khoảng 3 giờ chiều, ngày 3 tháng 2 năm 2008, Chu Đại Bằng bị xử bắn vì tội cố ý giết ba mạng người. Trước khi hành quyết, Chu Đại Bằng thậm chí còn đưa ra yêu cầu muốn đọc bức thư mình viết cho nhân tình Chu Khâm. Chu Đại Bằng phải nói là một tên sát nhân biến chất nhất nhì lịch sử Trung Quốc. Cho dù động cơ gây án có là gì đi chăng nữa thì việc tự tay sát hại vợ và các con của mình rồi phân xác dã man như vậy thì thật không thể nào có thể tưởng tượng được. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.